Canxi là khoáng chất giúp cho xương và răng phát triển khỏe mạnh. Theo thời gian, lượng canxi suy giảm có thể gây ra những tác động bất lợi đối với cơ thể, trong đó có góp phần làm giảm khối lượng xương và dẫn đến loãng xương. Dấu hiệu cơ thể bạn đang kiêu cứu vì thiếu canxi. Canxi là nguyên tố hoạt động nhất trong cơ thể con người. Nó chiếm 1,5 đến 2% trọng lượng cơ thể, trong đó 99% tồn tại trong xương, răng, móng chân, móng tay. Chỉ có 1% canxi tồn tại trong máu, trong tổ chức tế bào và dịch ngoài tế bào. Vậy, bạn đã biết những lợi ích của canxi đối với sức khỏe. Canxi đóng vai trò như cửa ngõ mấu chốt để phát triển mô xương mới và giữ cho xương của bạn luôn được chắc khỏe. Thuốc bổ sung canxi là thành phần chủ lực trong điều trị và ngăn ngừa loãng xương, căn bệnh làm yếu xương và dễ gãy, thường gặp ở phụ nữ sau mãn kinh. Ngoài ra, nhờ canxi mà xương khớp phát triển tốt. Vì thế, nếu muốn xương chắc khỏe và chiều cao mơ ước thì bạn hãy bổ sung canxi. Dạ, quý vị ơi, quý vị đang quay trở lại cùng với Black Friday và chúng ta vừa được lắng nghe rất là nhiều những cái thông tin quan trọng liên quan đến vai trò của canxi trong cơ thể. Và một cái câu hỏi nó đang làm cho Hình Ngân cảm thấy có thể là làm cho quý vị trăn trở. Đó chính là, vậy làm thế nào để có thể bổ sung được canxi cho cơ thể đây? Nhất là với các ông bà lớn tuổi ở trong nhà đó thì luôn luôn rất là ám ảnh cái chuyện là xương bị loãng, đúng không ạ? Xương loãng thì rất là dễ gãy xương nè, rồi chưa kể là nó còn ảnh hưởng đến rất nhiều những cái bộ phận khác trong cơ thể như là đoạn phim mà chúng ta vừa xem. Dạ thưa quý vị, những thông tin khoa học cho chúng ta thấy là cái thoái hóa xương này nó diễn ra theo độ tuổi nữa quý vị ơi, như một cái xu hướng tất yếu của cuộc sống vậy đó. Cứ càng lớn tuổi thì càng nhiều những cái vấn đề liên quan đến sức khỏe, trong đó thì xương bị thoái hóa, xương bị loãng và gây ra rất là nhiều những cái hệ lụy do chúng ta bị thiếu canxi. Mà đã là người lớn tuổi rồi thì chúng ta thấy nha, cái khả năng để mà hấp thụ canxi vào cơ thể đó, nó lại càng kém đi và nó làm cho xương rất là giòn, dễ vỡ, dễ gãy. Và những cái kết cấu lỏng lẻo này của xương trong cơ thể mà một khi mà nó gặp một cái chấn thương ha, đôi khi chúng ta chỉ té nhẹ, trượt chân nhẹ nè, hoặc là cầm mang vác đồ nó hơi nặng một chút thôi, nó cũng có thể gây ra những cái tổn hại vô cùng nguy hại đến cho cơ thể của mình. Và chắc chắn là cái chuyện mà loãng xương thì nó sẽ có thể kéo theo rất là nhiều những cái vấn đề khác nữa mà chúng ta cần phải bổ sung dưỡng chất để làm sao hỗ trợ phòng ngừa cái quá trình loãng xương này. Chắc chắn các cô chú đã quá quen với cái câu đó là gì ạ? Bổ sung canxi cho xương chắc khỏe. Tuy nhiên cũng sẽ có một vài những cái vấn đề nó nảy sinh khi mà chúng ta bổ sung canxi với cái dạng gọi là gì ạ? Canxi hóa dược. Cái canxi hóa dược này nè, nó sẽ hỗ trợ cũng là bổ sung canxi cho cơ thể đó. Nhưng cái vấn đề của canxi hóa dược đó là nó sẽ không thể nào hấp thu tối đa vào cơ thể của chúng ta, mà nó có xảy ra một cái tình trạng gọi là lắng động canxi. Có tức là mình nghe cái chuyện mà sỏi thận đó quý vị, rồi mình nghe cái chuyện là nóng trong đó quý vị, là do lắng động canxi mà thành. Vậy ngày hôm nay Huỳnh Ngân mời cô chú anh chị mình sẽ cùng săn sale một cái sản phẩm mà mang đến cho cơ thể của chúng ta một cái nguồn canxi dồi dào từ tảo biển. Đây là nguồn canxi thực vật quý vị ơi, và nó giống như là một cái miếng mút xốp vậy đó. Nó giúp cho cơ thể của chúng ta rất là dễ để mà có thể thẩm thấu được canxi, hấp thu gần như hoàn toàn canxi vào trong cơ thể mà không sợ tình trạng là bị nóng trong, không sợ tình trạng là bị có cái sự lắng động canxi. Và đó là sản phẩm rất quen thuộc rồi, Calci Bone K2. Và quý vị ơi, với dưỡng chất là Aquamin F, nó là một cái hình thức của canxi đó quý vị, là lấy từ tảo biển đỏ và nó chỉ có thể phát triển được ở những cái vùng biển mà gọi là hoang sơ, chưa có chịu sự tác động và ô nhiễm từ môi trường. Đó chính là vùng biển Bắc Ireland. Ở đây thì quý vị thấy nha, biển đỏ đang là một cái hình ảnh rất là nổi bật của sản phẩm này. Tảo đỏ nó là cái nguồn cung aquamin cực kỳ dồi dào. Ở bên trong đó nó có chứa tới 32% canxi lận quý vị. Và cái canxi này á, như Huỳnh Ngân đã nói, nó không phải là canxi hóa dược, nó là canxi từ thực vật, từ tự nhiên, từ tảo đỏ. Cho nên nó mang đến cơ hội hấp thu rất là tuyệt vời, trọn vẹn cho cơ thể của chúng ta. Và đây là cái cách để bổ sung canxi cho cơ thể từ tảo biển với mức giá không thể ưu đãi hơn. Dạ quý vị ơi, trước đây 1.399.000 đồng mình mới mua được một bộ 8 hộp viên uống Calci Bone K2. Còn ngày hôm nay thì mức giá đã được giảm 600.000 đồng. 8 hộp sản phẩm mức giá chỉ còn 799.000 đồng cho gia đình của mình, còn giao hàng toàn quốc nữa quý vị. Và với thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calci Bone K2 ngày hôm nay, 60 viên một hộp mà mức giá chỉ có 799.000 đồng. Còn chờ gì mà không chốt đơn liền cho quý vị ơi. Hạ canxi máu, loãng xương, tê bì chân tay là những vấn đề khi thiếu canxi bạn sẽ gặp. Cơ thể chúng ta rất cần canxi, nhưng có điều lại không thể tự tổng hợp được mà phải được bổ sung từ bên ngoài. Sẽ ra sao nếu cơ thể bạn bị thiếu hụt canxi? Theo thời gian, lượng canxi thấp có thể gây hại cho cơ thể, như tăng nguy cơ loãng xương, tiểu đường, rối loạn dẫn truyền thần kinh, gây ra các bệnh lý tim mạch. Ngoài ra, thiếu canxi còn có thể khiến bạn bị các bệnh về đường tiêu hóa. Sự thiếu hụt canxi nghiêm trọng có thể gây ra các triệu chứng như tê và ngứa ran ở các ngón tay, co giật cơ bắp, nhịp tim bất thường. Quý vị ơi, như chúng ta thấy là nói là thiếu canxi bên cạnh cái việc là gây loãng xương thì nó còn rất là nhiều hệ lụy trong cơ thể của mình, đúng không ạ? Đó là lý do tại sao mà liên tục có rất là nhiều những cái lời khuyên từ các chuyên gia y tế về việc phải bổ sung canxi cho các đối tượng có nhu cầu canxi cao, ví dụ như là người lớn tuổi, ví dụ như là trẻ em đang cái tuổi ăn tuổi lớn, tuổi phát triển cơ thể và chiều cao, như là những chị em phụ nữ mang thai và sau sinh. Huỳnh Ngân đã rơi vào hai cái trường hợp. Đầu tiên là lúc mình còn nhỏ thì mình hay bị đau nhức trong cái chân vậy nè quý vị. Thì sau đó thì lớn rồi mình mới hình dung ra cái câu chuyện mình đau nhức từ khi mình còn nhỏ đó là do mình thiếu canxi, mà lúc đó thì thông tin khoa học nó chưa có lan truyền rộng rãi như bây giờ. Và thế là Ngân đã bỏ lỡ cái giai đoạn vàng để có thể bổ sung canxi để phát triển tối đa chiều cao. Hậu quả là bây giờ thấp bé hơn so với các bạn đồng trang lứa. Hậu quả là bây giờ cứ phải mang những cái đôi giày rất là cao để có thể đứng bằng với những cái người khác. Và đó là một cái sự thiếu hụt canxi, nó đã diễn ra trong cái giai đoạn đầu cuộc đời của Huỳnh Ngân. Và ngày hôm nay nha, ông bà cha mẹ ở nhà coi chương trình đó, mình cố gắng làm sao nha, mua sản phẩm về để mà bổ sung cái canxi cần thiết cho sự phát triển chiều cao cho con trẻ ở nhà. Rất nhiều ba mẹ sẽ chủ quan bỏ qua khi mà con nói là con nhức quá, nhức cái chân quá, nhức cái tay quá, thì nghĩ là con trẻ ở tuổi này nó chạy nhảy vui chơi thì thế là cái chuyện nó thiếu, nó bị đau nhức là do nó va đập vào đâu. Nhưng không ạ, đau nhức cơ cũng là một cái biểu hiện của thiếu canxi. Thiếu canxi không phát triển tối ưu chiều cao thì đó là một cái câu chuyện mà chúng ta không bao giờ muốn xảy ra với con cháu nhà mình, đúng không ạ? Càng cao thì càng có nhiều cơ hội trong công ăn việc làm, càng có được cái tính thẩm mỹ về cái nhân dạng. Vậy thì bây giờ cơ hội ngày hôm nay mua 8 hộp Calci Bone K2 và với cái mức giá 799.000 đồng. Một hộp như thế này 60 viên nha, mình dùng được rất là lâu dài cho các thành viên gia đình luôn. Với các bạn nhỏ từ 5 tuổi trở lên đó là mình cứ dùng một viên một ngày cho Huỳnh Ngân nha. Với những cái đối tượng nào mà có yêu cầu đặc biệt về canxi, ví dụ như là phụ nữ mang thai thì có thể là tăng số lượng viên dùng. Nó có ghi rất là đầy đủ ở trong cái nhãn phụ trên bao bì của sản phẩm. Không thể phủ nhận rằng, canxi là nguyên tố thiết yếu giúp cơ thể hoạt động và phát triển ổn định. Đó là lý do vì sao các bác sĩ luôn khuyến khích bệnh nhân bổ sung đủ canxi để hạn chế nguy cơ thiếu canxi. Vậy điều gì sẽ xảy ra nếu bạn bị thiếu canxi? Biểu hiện đầu tiên là thường xuyên bị chuột rút. Đây là một trong những triệu chứng ban đầu của thiếu canxi. Đau cơ bắp, đặc biệt là đùi, cánh tay, nách và trên khi di chuyển hay khi đi bộ có thể là một dấu hiệu của sự thiếu hụt canxi. Răng và xương bị tác động lớn khi bạn thiếu canxi. Do vậy, khi nhận thấy răng vàng hơn, bạn cần rà soát lượng canxi trong chế độ ăn và kiểm tra mật độ khoáng trong xương, vì đây là một trong những dấu hiệu của tình trạng canxi. Bạn có hay bị chóng mặt, tê nhức hoặc đau xương? Tình trạng này xảy ra nhiều thì càng về già càng dễ loãng xương, thoái hóa đốt sống lưng, đốt sống cổ, thấp khớp, cao huyết áp và rất nhiều các bệnh khác nữa. Thiếu canxi còn gây nên các vấn đề đại tràng. Polyp đại tràng có thể phát triển do cơ thể không đầy đủ canxi và các yếu tố khác, do chế độ ăn uống hoặc do di truyền. Chế độ ăn giàu canxi có thể giúp bạn mang lại lợi ích phòng ngừa ung thư ruột kết. Chưa hết, móng tay yếu và dễ gãy cũng là biểu hiện của sự thiếu canxi trong cơ thể bạn. Móng tay cũng cần có đủ lượng canxi để mọc khỏe và không bị giòn. Với chị em phụ nữ, thiếu canxi có thể khiến các triệu chứng trước mỗi kỳ kinh nguyệt tăng lên: nổi mụn, đau ngực, đau lưng, đau bụng, rối loạn giấc ngủ, nhức đầu, đau cơ, căng thẳng, mất tập trung xuất hiện nhiều hơn thường lệ. Và tiếp theo đây Huỳnh Ngân muốn chia sẻ thêm cái giai đoạn thứ hai Huỳnh Ngân cần phải bổ sung canxi, và rất may mắn là giai đoạn đó Huỳnh Ngân đã kịp thời bổ sung, bởi vì bây giờ mình đã biết cập nhật thông tin và kiến thức rồi. Đó là cơ thể người mẹ khi mà có một cái mầm sống ở trong người đó quý vị, là thông tin khoa học cho biết là truyền hết 50% cái canxi từ mẹ để xây nên hệ xương cho con. Xương nè, tóc nè, móng của con là do trích canxi từ xương mẹ mà ra. Chính vì vậy trong giai đoạn này nếu như mà mẹ không bổ sung một cái lượng canxi tối ưu cho cơ thể đó thì con biết trích cái gì để mà phát triển hệ xương của con đây. Và thế là con thì đẹp kém phát triển về cái hệ vận động ha, gọi là bị còi ha, bị thấp bé, bị còi xương ha. Còn mẹ thì sao? Trích hết những gì có thể cho con thì sau khi sinh con mẹ phải rơi vào một cái vòng xoáy đau khổ của thiếu canxi, và thiếu canxi lúc này rất là khó để có thể bổ trợ cho kịp thời. Bởi vì sao ạ? Đã trích một cái lượng rất là lớn cho con rồi cho nên là mẹ xương rất là giòn nè, rất là dễ bị mà té ngã thì có thể là gãy xương, rất là khó hồi phục. Rồi chưa kể là gì, những cái cơn đau nhức và những cái vấn đề liên quan đến là thiếu hụt canxi trong các dẫn truyền thần kinh, trong cả là cái gì ạ, sự chuyển hóa của các chất trong cơ thể. Như đã biết là cơ thể trích một cái phần rất nhỏ canxi ra để cho các hoạt động ở trong cơ thể của mình nó được trơn tru, và nếu mà xương của mình nó đã thiếu canxi rồi, nó không còn gì để nó trích cho những cái hoạt động khác nữa, thì cái chuyện mà chúng ta dễ bị lạnh đó, các mẹ sau sinh cứ hay bị lạnh run trên người đó ạ, đó là do thiếu canxi đó ạ. Cho nên quý vị ơi, trong cái giai đoạn vàng đó là ở tuổi bắt đầu là phát triển chiều cao ha, ở cái giai đoạn là chúng ta nuôi con trong bụng mẹ ha, cái giai đoạn mà chúng ta sau sinh ha, và cái giai đoạn thứ ba, giai đoạn mà cuộc đời này chúng ta đều phải bước tới và chúng ta cần phải có sự chuẩn bị vững vàng, đó là giai đoạn lão hóa. Và mình cũng cần bổ sung canxi để hạn chế tối đa những cái hệ lụy do thiếu canxi mà ra. Và quý vị ơi, với một hộp sản phẩm ngày hôm nay có 60 viên, bộ sản phẩm này sẽ có 8 hộp, đó là Calci Bone K2. Dạ, nó còn có thành phần đặc biệt nữa là vitamin D3. D3 và K2 là hai cái thành phần nó hỗ trợ cho cái Aquamin F đó quý vị. Aquamin F quý vị có thể hiểu là canxi đặc biệt từ tảo đỏ. Còn D3K2 là cái thành phần để có thể là dẫn truyền và đưa cái lượng canxi này đi vào trong cơ thể của mình một cách tối ưu. K2 nó đặc biệt một cái là nó sẽ hạn chế tình trạng lắng động canxi. Mà quan trọng là gì? Khi mà chúng ta điều hướng được cái canxi này nó đi cụ thể vào trong xương, trong khớp của mình ha. Xong rồi bắt đầu là gì ạ? Đây lại là một cái loại canxi không phải là canxi bình thường, không phải canxi hóa dược. Nó là canxi gọi là Aquamin F, lấy canxi từ trong tảo đỏ. Hỗn hợp tự nhiên của cái tảo đỏ này là quý vị, nó sẽ có 74 thành phần quý vị ơi. Với cái cấu trúc tổ ong rất là độc đáo, nó sẽ làm cho cơ thể mình hấp thu một cách rất là dễ dàng. Đây, đó, nó hút vào tất cả những cái khoảng trống, tất cả những cái chỗ mà xương đang mất dần liên kết, nó đang loãng đó, nó đang thiếu chất đó, thì bây giờ mình bổ vô, bổ sung vô, bồi đắp từ ngày này qua tháng nọ cho Huỳnh Ngân. Với một cái dạng viên uống mà mình không sợ nó bị lắng động canxi trong cơ thể, có nghĩa là gì? Uống nhiều, nó hấp thu gần hết bấy nhiêu. Như vậy thì chuyện gì xảy ra? Như vậy thì mình bổ sung vào xương một cách hiệu quả tối đa, đúng không ạ? Và như quý vị thấy đó, một cái hệ xương vững vàng, mạnh mẽ và vững chắc như thế này, nó sẽ là nền tảng cho mọi hoạt động trơn tru, mọi cái sự di chuyển linh hoạt hay không, cái chuyện mà chúng ta có năng động tham gia vào các điều kiện cuộc sống hay không, nó nằm ở một cái hệ xương, hệ vận động chắc khỏe. Và Calci Bone K2 là một cái phương thức để mà bổ sung canxi hiệu quả hơn hẳn, bởi vì nó dùng cái cấu trúc Aquamin F là một cái cấu trúc canxi từ tảo đỏ, cho nên là nó hấp thu rất là dễ dàng. Không có sợ tình trạng mà mình bổ sung canxi mỗi ngày một cái thời gian, mà nhất là canxi hóa dược á, nó sẽ bắt đầu gây nóng trong người, bị nổi mụn nè ha, rồi bắt đầu là gì ạ, những cái dấu hiệu của nóng nè, rồi của cái dấu hiệu là mình bị, thậm chí là bị sỏi thận đó quý vị, do bổ sung canxi quá liều đó quý vị. Nhưng mà với canxi mà ngày hôm nay quý vị mang về là Aquamin F nha, một cái cách để có thể là khắc phục được cái quá trình phát triển chiều cao cho con, không rơi vào tình trạng nấm lùn và không có trở thành một cái người mà cứ phải là tự ti về chiều cao, về ngoại hình của mình. Bằng cách nào ạ? Vậy mỗi người mua về cho Huỳnh Ngân nha, gia đình mình có bao nhiêu thành viên cần canxi thì cứ mỗi người dùng cho Huỳnh Ngân một ngày từ 1 cho đến 2 viên, tùy theo độ tuổi và tùy theo nhu cầu sử dụng quý vị ha. Sẽ bổ sung canxi cho cơ thể, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe cho trẻ, đặc biệt là trẻ nào mà trong tình trạng còi xương chậm lớn á. Mình đi đón con, mình nhìn qua một vòng mình thấy là hình như con mình nó đang thấp hơn những cái bạn khác, thì đó là lúc chúng ta cần bổ sung Aquamin F. Đây là một cái dạng khoáng sản tự nhiên vô cùng độc đáo, có nguồn gốc từ tảo biển đỏ quý hiếm ở vùng biển hoang sơ phía Tây Bắc Ireland. Đây là nơi mà cách xa các khu dân cư và các khu công nghiệp, cho nên nó rất là trong lành quý vị ha. Aquamin F này nó có chứa không chỉ là canxi ạ, có cả magie nè và hơn 70 loại khoáng chất quan trọng và cần thiết cho cơ thể. Và canxi mà nó có ở trong Aquamin F, nó có cấu trúc tổ ong xốp, bề mặt rộng gấp 10 lần so với canxi thông thường, cho nên là nó hấp thu rất là nhanh vào cơ thể, không gây lắng cặn canxi ở thận, không gây nóng trong, không sợ táo bón. Đồng thời cấu trúc xốp của Aquamin F có thể là kết hợp với vitamin D3 để tăng cường hấp thu canxi vào cơ thể. Và sản phẩm ngày hôm nay không chỉ có Aquamin F đâu ạ, cũng có cả D3, cũng có cả K2 cùng với rất nhiều khoáng chất khác, phù hợp cho trẻ em từ 5 tuổi trở lên, người lớn tuổi, người già, phụ nữ có thai và cho con bú, người có nguy cơ loãng xương, trẻ em còi xương chậm lớn. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đây là thực phẩm bảo vệ sức khỏe, đặc biệt là bồi bổ những dưỡng chất cần thiết cho hệ xương khỏe mạnh. Sản phẩm được giấy chứng nhận của Bộ Y tế, Cục An toàn thực phẩm. Thành phần chính xác nhận với quý vị là Aquamin F, có nguồn gốc từ tảo biển, có hàm lượng canxi rất là cao. bổ sung thêm Mena Q7 là nguồn cung cấp vitamin K2 và có thêm vitamin D3, một cái chất dẫn truyền canxi nè, cùng với rất nhiều những cái khoáng chất, những cái dưỡng chất, các loại vitamin cần thiết cho sự phát triển của hệ xương và cơ thể của chúng ta. Ngày hôm nay mức giá đang giảm ngay 600.000 đồng cho nhà mình. Quý vị ơi, đơn hàng chỉ 799.000, mang về tới 8 hộp, một hộp tới 60 viên. Những cái viên uống này là Calci Bone K2 quý vị nha. Mức giá từ nhà cung cấp 1.399.000 đồng. Ngay khung giờ này chỉ còn 15 phút cuối mới có mức giá 799.000 đồng. Nhanh tay chốt đơn quý vị nha. 99% lượng canxi tồn tại trong xương, răng và móng, 1% nằm ở các bộ phận và cơ quan khác trong cơ thể như tim, cơ, thần kinh, giúp các bộ phận này hoạt động tối ưu và trơn tru nhất có thể. Khi thiếu canxi, cơ thể xuất hiện các triệu chứng cấp tính như khó thở, mệt mỏi. Về lâu về dài, người bị thiếu canxi sẽ gặp các vấn đề liên quan đến sức khỏe của xương. Trẻ em sẽ không đạt được chiều cao tối ưu khi trưởng thành. Còn đối với người lớn, thiếu canxi sẽ dẫn tới khối lượng xương thấp, tăng nguy cơ loãng xương, gãy xương. Nếu thuộc một số trường hợp dưới đây, bạn sẽ có nguy cơ dễ bị thiếu hụt canxi hơn người bình thường. Người ăn chay trường, rối loạn dung nạp lactose, ăn nhiều đạm, ăn mặn. Điều này làm tăng thải canxi nhiều hơn. Điều trị corticoid kéo dài, mắc các bệnh lý đường tiêu hóa làm giảm hấp thu canxi như viêm ruột, bệnh celiac. Người ít vận động và ít tiếp xúc với ánh sáng mặt trời, trong đó có dân công sở, thường che chắn kỹ khi ra đường. Chúng ta cũng có thể bổ sung thêm canxi dưới dạng dược phẩm hoặc thực phẩm chức năng trong các trường hợp cần thiết là tối ưu cho sức khỏe xương nói riêng và cơ thể nói chung. Dạ và quý vị ơi, ngày hôm nay một cái giải pháp dành cho hệ xương của gia đình mình ạ, Calci Bone K2 chắc chắn sẽ là một cái giải pháp mà nó đang đến gần hơn với chúng ta hơn bao giờ hết. Trước đây thì có khi mà quý vị thấy là cái mức giá lên tới là 1.300.000, 1.400.000 cho 8 hộp thì chúng ta sẽ có thể phân vân. Nhưng ngày hôm nay 799.000 đồng cho 8 hộp, tính ra một hộp chỉ khoảng 100.000. 100.000 đồng có 60 viên uống, với trẻ nhỏ trên 5 tuổi mỗi ngày uống một viên quý vị ha. Với những đối tượng mà có nhu cầu canxi cao hơn, cao đặc biệt như chị em phụ nữ mang thai có thể tăng liều dùng lên. Nhưng mà quý vị ơi, thực sự mà nói Huỳnh Ngân thấy với cái nhu cầu để mà bảo vệ xương chắc khỏe đó thì gia đình mình, các đối tượng trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai hoặc chị em phụ nữ sau cái độ tuổi mãn kinh hoặc là trong giai đoạn tiền mãn kinh nhất định phải dùng. Rồi ông bà, cha mẹ trong gia đình, hay là với những người mà mình thấy là ít có cái sự tiếp xúc với ánh sáng mặt trời ha, có những cái bệnh lý giống như là cái đoạn phim vừa rồi có giới thiệu đó, thì Huỳnh Ngân nghĩ chúng ta cũng nên ngay lập tức mua đơn hàng ngày hôm nay đi ạ. 8 hộp 60 viên như thế này, mức giá 799.000 đồng. Và quý vị hoàn toàn yên tâm, đó là nhà máy sản xuất sản phẩm đạt chứng nhận GMP, là chứng nhận tiêu chuẩn quản lý sản xuất tốt quý vị ơi, nhà máy thực hành sản xuất chất lượng đảm bảo để cho ra đời những cái sản phẩm mà chúng ta có thể tin tưởng sử dụng, duy trì. Và nếu như trước đây quý vị đã từng bổ sung canxi thông qua cái dạng hóa dược, tức là mình uống vào và mình thấy là cứ nếu mà bổ sung một cái thời gian dài á, mình dễ bị nóng ở trong người, bắt đầu là mình có thể là bị táo bón nè, có thể là mình bị nổi mụn nè, hay mình cũng sợ cái tình trạng là uống canxi nhiều quá nó gây lắng động, gây ra là sỏi thận nè, sỏi mật, đúng không ạ? Vậy thì bây giờ quý vị ơi, đây là một dạng chế phẩm rất là tuyệt vời. Nó có thành phần đó là Aquamin F, chứ là không phải là canxi hóa dược quý vị nha. Đây là canxi từ trong tảo đỏ. Và cái tảo đỏ này nè, nó chỉ xuất hiện ở cái vùng gọi là Tây Bắc, biển Tây Bắc của Ireland đó quý vị. Aquamin F được sản xuất từ khối chất của loài Lithothamnion quý vị nha, một cái loài tảo đỏ rất là đặc biệt ở Ireland mới có. Và có một cái công ty chuyên là đánh bắt, khai thác cái nguồn giá trị vô cùng dinh dưỡng từ biển quý vị ơi, đó là tảo đỏ. Aquamin nó sẽ có một cái lượng lớn trong đó là canxi này và 74 thành phần khoáng chất với những cái lượng rất là nhỏ, và canxi là cái lượng lớn nhất có ở trong cái thành phần tảo biển này. Bắt đầu là người ta sẽ có rất là nhiều những cái nghiên cứu để làm sao chứng minh được là Aquamin F này thực sự là nó hiệu quả hơn so với cái việc mình bổ sung canxi thông thường. Bởi vì như đã nói đó quý vị, nó có cái khả năng thẩm thấu vào cơ thể, gần như là đưa vào cơ thể bao nhiêu thì nó sẽ sử dụng bấy nhiêu, nó không gây ra cái tình trạng bị lắng cặn. Và chưa kể là gì ạ, có rất nhiều những cái bài nghiên cứu quý vị ơi, có những cái công trình khoa học chứng minh được công dụng của Aquamin F. Cho nên với những ai quan tâm đến cái việc bổ sung canxi cho cơ thể dài ngày nhất là các mẹ bầu trong một cái quá trình muốn là phải bổ sung canxi thì đều có nghiên cứu qua cái Aquamin F này rồi. Và thực sự rất nhiều đơn hàng đã bán thành công với sản phẩm là Calci Bone K2 ở tại VTV Hyundai. Cho nên ngày hôm nay trong dịp Black Friday mới có cái mức giá tốt như thế này, cái mức giá phải nói là cực sốc để dành tặng cho nhà mình. Cảm ơn các khách hàng đã đồng hành cùng với chương trình và mong là quý vị sẽ tiếp tục duy trì sử dụng Calci Bone K2. Bởi vì sao ạ? Nó không có sợ nắm trong, nó không sợ lắng cặn, mình cứ yên tâm sử dụng lâu dài cho Huỳnh Ngân nha. Không chỉ là bổ sung canxi, còn bổ sung cả D3 là dẫn truyền. Nó phải có D3 nó hỗ trợ hấp thu thì cái canxi nó mới hoạt động hiệu quả. Và có thêm thằng K2 nữa. Người ta nói nó giống như là canxi D3 K2 là một cái kiềng ba chân đó quý vị. Nó vững vàng, nó hỗ trợ cho nhau. Và nhờ vậy mà cái sản phẩm này của chúng ta khi có mặt cả là D3 K2 và canxi, mà canxi này không phải là canxi bình thường, là canxi từ tảo đỏ Aquamin F, thì nó lại là gì ạ? Giống như là hổ mà còn mọc thêm cánh vậy đó quý vị, mang đến cho cơ thể của các thành viên trong gia đình mình một cái nguồn dinh dưỡng tối ưu cho cái hệ xương. Dạ, hệ xương mà không những vậy đâu ạ, còn có rất là nhiều những cái dẫn truyền thần kinh nè, có rất là nhiều những cái xử lý trong cơ thể của mình mà cần có canxi tham gia vào. Cho nên ngày hôm nay quý vị đang mang về cho gia đình mình một cái loại sản phẩm thực sự cao cấp, thực sự là hỗ trợ cho cái quá trình phát triển xương cho các bạn nhỏ nè, hỗ trợ cái quá trình ngăn ngừa loãng xương cho các chị nè, các mẹ nè, các ông, các bà ở nhà của chúng ta. Và ngày hôm nay thực phẩm bảo vệ sức khỏe Calci Bone K2, một hộp có 60 viên uống nha. Nó sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta được bổ sung canxi từ tảo biển. Và mức giá ngày hôm nay, thực sự quý vị chờ đợi một cái thời gian sau này sợ là sẽ không quay trở lại với cái mức giá giảm tới 600.000 đồng, đưa mức giá từ nhà cung cấp 1.399.000 đồng. Trong khung giờ này, trong ít phút ngắn ngủi còn lại này, mức giá chỉ có 799.000 đồng. Và quý vị ơi, mua liền bây giờ nha, bởi vì Huỳnh Ngân thấy chỉ còn đâu đó 6 phút nữa thôi là không còn mức giá tốt như thế này. Và giấy chứng nhận của Bộ Y tế, Cục An toàn Thực phẩm cũng như là chứng nhận GMP thực hành sản xuất tốt sẽ là một cái điều để cho quý vị hoàn toàn yên tâm về chất lượng của sản phẩm quý vị nha. Thành phần chính trong sản phẩm này là Aquamin F, có nguồn gốc từ tảo biển và có cái hàm lượng canxi rất là cao, khả năng hấp thu vào cơ thể rất là hiệu quả. Đây sẽ là nguồn dinh dưỡng tốt cho người lớn tuổi và trẻ nhỏ. Đặc biệt là phụ nữ mà bắt đầu ở độ tuổi tiền mãn kinh mình cũng nên cung cấp đầy đủ canxi cho cơ thể nha. Bởi vì qua quá trình sinh nở rồi, canxi của chúng ta đã bị rút ra để chia sớt cho con rồi. Cho nên chúng ta hãy cố gắng giúp Huỳnh Ngân hỗ trợ chăm sóc sức khỏe xương cho các đối tượng yêu dấu trong gia đình của mình quý vị nha. Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Như một điều tất yếu, mất xương, loãng xương là những triệu chứng hàng đầu của việc thiếu hụt canxi. Mất xương thường xảy ra ở phụ nữ mãn kinh hoặc sau mãn kinh có nồng độ estrogen giảm, làm giảm sự hấp thu canxi. Bởi vì cơ thể nếu thiếu canxi thì sẽ rút canxi từ xương để phục vụ nhu cầu của tim và các cơ quan khác mà dựa vào nó. Khi cơ thể bạn thiếu canxi, hệ thần kinh cũng chịu nhiều ảnh hưởng xấu, như bạn có nguy cơ bị co giật hoặc co thắt cơ rất cao. Bình thường, canxi sẽ phối hợp với một số nguyên tố khác, kiểm soát xung điện trong cơ thể và giảm nguy cơ co giật. Một khi canxi bị thiếu hụt, vấn đề này trở nên khó kiểm soát và cân bằng hơn rất nhiều. Một dấu hiệu nữa mà bạn có thể nhận biết cơ thể đang thiếu hụt canxi đó chính là mất ngủ. Trong nhiều trường hợp, người không có đủ canxi trong chế độ ăn uống sẽ bị mất ngủ, hoặc có thể người thiếu canxi vẫn ngủ nhưng giấc ngủ không đủ sâu, thức dậy vẫn thấy mệt mỏi. Khi cơ thể thiếu canxi, việc bổ sung canxi là cần thiết. Sản phẩm ngày hôm nay không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Đây là viên uống bảo vệ sức khỏe, mang đến cho chúng ta một cái nguồn cung canxi vô cùng giá trị từ tảo đỏ. Tảo biển này nó có cái thành phần Aquamin F, mà cái thành phần này nó còn vượt trội hơn về cái khả năng thẩm thấu vào cơ thể so với canxi thông thường, canxi hóa dược. Đây là canxi theo dạng Aquamin F, có nghĩa là sao ạ? Nó giống như là một cái bọt xốp vậy đó, và nó sẽ thẩm thấu vào trong cái hệ xương của mình, nó thấm hút, nó làm cho cái lượng canxi ở trong Aquamin F á, nó đẩy trực tiếp vào trong xương và nó không có tình trạng là bị dư thừa, bị thôi ra để rồi gây lắng động ở trong gan, trong thận của chúng ta. Và bên cạnh đó nó còn có cái sự hỗ trợ đắc lực từ K2 là một cái hoạt chất giúp là gì ạ? Điều phối cái lượng canxi này đi vào trong xương và hạn chế tình trạng lắng động tối ưu. Và D3 là một cái hoạt chất giúp thúc đẩy cái quá trình hấp thu canxi. Và với ba cái hoạt chất chính và vô cùng hữu ích này, nó sẽ giúp cho gia đình của mình, những thành viên như là con nhỏ nè, đang có cái độ tuổi gọi là cần phát triển tối đa chiều cao nè, nhất là các bạn ở độ tuổi dậy thì nha, phải sử dụng cái này cho mình Ngân nha, mua về cho con, cho cháu mình dùng nha. Rồi bắt đầu là các mẹ bầu trong quá trình mang thai. Đây là sản phẩm dùng được cho cả chị em phụ nữ đang mang thai và cho con bú, quý vị hoàn toàn yên tâm khi dùng nha. Tiếp theo là với các chị em mà ở độ tuổi tiền mãn kinh, khi mà chúng ta thấy cái quá trình lão hóa nó đang tới gần rồi, cũng cần lắm cái sự bổ sung canxi, tránh tình trạng loãng xương về già. Và với các cô chú mà đang ở độ tuổi lớn rồi thì chúng ta cũng dĩ nhiên là càng cần bổ sung, đúng không ạ? Để tránh tình trạng loãng xương nó diễn tiến, chúng ta bồi đắp cái phần canxi này vào trong xương mỗi ngày cho Huỳnh Ngân nha, với một cái mức giá đang vô cùng hợp lý, hiếm có, khó tìm, chỉ có mỗi năm một lần dịp Black Friday, mỗi năm một lần, mua một lần 8 hộp như thế này, mức giá chưa tới 800.000. 8 hộp này chỉ có 799.000 đồng mà thôi, và mang về một cái cơ hội gì ạ? Bổ sung canxi cho những thành viên rất là quan trọng và đáng được yêu thương chăm sóc nhất trong nhà của mình, đúng không ạ? À, phụ nữ nè, người già nè, trẻ nhỏ nè, nhà mình cỡ gì cũng phải có các đối tượng này. Vậy thì kiểu gì mà mình không chốt ít nhất là một đơn hàng đi ạ, để có thể là có được cái mức giá giảm tới 600.000 đồng. Không phải lúc nào cũng có mức giá này đâu, không phải lúc nào chúng ta cũng có thể bắt gặp được cái chương trình hấp dẫn để mang về cho gia đình của mình một bộ sản phẩm có rất nhiều những cái gọi là lợi thế dành cho gia đình của mình, quý vị ha. Những cái ưu điểm nè, những cái tính tiện dụng nè, không còn phải lăn tăn. Nếu như mình muốn bổ sung canxi mà uống sữa không được, uống sữa vào đau bụng thì phải làm sao? Dạ thì hãy uống theo dạng là thực phẩm bổ sung như thế này đi, mỗi ngày một viên dành cho trẻ trên 5 tuổi. Và với những đối tượng nào mà có nhu cầu canxi đặc biệt hơn nữa, chúng ta có thể tăng thêm liều dùng theo như là hướng dẫn sử dụng ở trong sản phẩm. Còn bây giờ chần chờ gì nữa mà không đặt đơn đi ạ? Huỳnh Ngân thấy chỉ còn có khoảng 1 phút cuối nữa mà thôi. Quý vị nhanh tay chốt đơn để có thể mang về gia đình của mình một giải pháp bổ sung canxi vô cùng hiệu quả. Ngày hôm nay xin được nhấn mạnh lại mức giá cho cô chú anh chị nào vừa mới chuyển kênh nha. Thay vì bỏ ra gần 1,4 triệu, hôm nay giảm 600.000 đồng, mức giá chỉ còn 799.000 đồng. Mang về 2 hộp hả? Dạ không, dạ không, dạ không. 5 hộp hả? Dạ không, số lượng hơn như thế nhiều, hẳn 8 hộp cho nhà mình dùng nha. Mỗi hộp gồm có 60 viên uống và chúng ta có thể duy trì sử dụng trong một cái thời gian rất là dài, hoặc có thể chia ra rất nhiều đối tượng trong gia đình của mình đang có nhu cầu bổ sung canxi. Nếu không uống sữa được, nếu uống sữa mà dễ bị đau bụng, nếu mà cảm thấy uống những cái loại canxi hóa dược gây lắng cặn ở trong thận, gây nóng trong người và chúng ta không có đủ cái lượng canxi cần thiết để nạp vào cơ thể thông qua những bữa ăn thông thường, thì đây sẽ là giải pháp tối ưu cho gia đình của mình. Nhân dịp Black Friday, một cái bộ sản phẩm hấp dẫn như thế này chỉ còn mức giá 799.000 đồng quý vị nha. Và nhà máy sản xuất đạt chứng nhận GMP, thực hành sản xuất tốt và thương hiệu an tâm, an toàn cho người sử dụng. Bây giờ thì chỉ còn vài giây cuối thôi, Huỳnh Ngân xin được chúc mừng những gia đình đã kịp thời trước những đơn hàng thành công. Và còn rất nhiều sản phẩm hấp dẫn khác nữa sẽ xuất hiện trong Black Friday cùng với những mức giá giảm hấp dẫn không kém. Xin mời quý vị tiếp tục theo dõi chương trình nha. Còn bây giờ Huỳnh Ngân xin được nói lời chào tạm biệt.